Bắt đầu. Đâu đấy, không? Đâu đấy? Em quay rồi. Rồi, cố lên. Cố lên. Cố lên, cố lên, cố lên. Ê, nào. Đừng rời nhá. Cố lên, chạy đi. Rồi, đi. Vậy. À, bình tĩnh, từ từ thôi, bình tĩnh, đừng vội. Vội là rơi đấy. Không sao cả, tiếp đi mọi người. Quay lại. Từ đầu thôi, từ đầu luôn. Từ nhóm này. Đấy, từ đầu đi. Từ đi, đau rồi. Rồi, cố lên. Bình tĩnh nhá. À, khi nhóm 3 luôn nhỉ. Rồi, cả cư ấy, cư cả tâm với tâm. Luôn đi em. Cứ làm nhóm 3 luôn đi. Đấy. Đó, đó, cứ. Anh ơi, nào mời cư. Đúng được. Quay. Rồi. Đỡ ở giữa. Rồi, cố lên, đang quay đấy. Chạy thương. Xong rồi này các bạn. Rồi, nào gì. Rồi, mời chút, thở chút. Nào mời Hiền tiếp tục chỗ này. Hiền chỗ này đi. Hiền tham gia không nhỉ? Linh quay. Lấy cái quay. Cố lên. Rồi, thở. Rồi, xong rồi. Độ khó cao nữa. Nào, xem mày vào bao lâu. Cố lên. Được kinh nghiệm. Cởi chân đi, chân trái đâu? Chân trái là khó trụ luôn này. Tập. Dùng đòn rốp ấy, lên dễ hơn. Nào bây giờ đổi người nhỉ. Bây giờ ai ở giữa nhỉ? Ninh à? Rồi bây giờ thì mới được Phương ở giữa. Phương với cả Ngọc Anh ra. Cả Hằng nữa. Hằng. Đổi người ở giữa tạm nghỉ. Ngọc Anh, em ra đi. Phương ở giữa. Quay đây. Đúng giờ mà chơi thôi, làm lại cố được thế thôi, cố lên người giữ, cố lên. Cái bài này nhá, áp dụng trong bài quyền số 12 chân rơi này đi một vòng, không thì cứ tập thôi, một vòng đó lỗ một vòng em tập trước được đen rồi, 10 đen rồi. Cố lên, đừng rơi nhá, cố lên. Sắp đến nơi rồi, cố lên. Thẳng chân ra, cố lên, về nơi rồi, cố lên. Bình tĩnh, đừng ngã. Bình tĩnh, không cay cú. Đây. Nào, cố lên, cố về đi. Cố lên. Bình tĩnh này, không nóng. Thẳng em, thẳng như vòng. Một vòng. Đi ngược đâu này, phải đi xuống. Giờ đi một ngược này. Em vừa đi ngược như thế. Đúng rồi. Em ơi, về đấy, người ngược về đấy. Đi ngược rồi, đi ngược rồi, hết cả đấy luôn. Thôi ông nhóm đi tạm nghỉ chứ đi kiểu rồi. Tao mong rồi. Tiếp đi, em nghỉ nào, mời Hiền vào đây. Ai ở dưới em? Rồi,
tâm ở dưới. Không sao được mà. Cái cụ vừa thiêu rồi em là còn giúp em không được thẳng nhé. Em bị bệnh này. Này sao mình căng này này. Còn giúp em, còn giúp vừa rồi. Em mà bị... em nó không căng chứ em đúng hơi chéo này. Đặc, em yếu thế này. Đi mình sẽ xem được. Bây giờ là... Như vậy ạ. Ủa mình có 7 rưỡi. Mình tính đi, đứng thẳng thẳng. Nhá. Cái em đặt bài quyền số 4 đi. 4 em không dơ ngang. Đúng rồi, em hơi bị cong này rồi. Phải thẳng ra, đứng này, đúng. Em phải dơ cả. Đấy là trượt. Không, cũng trượt hỏng khác. Thế nếu mà động mạch 7 được tác thì vẫn đỗ không đấy? Bảy thì thế đỗ nếu mà em không bị rơi cái động tác này. Đỗ kiểu non kém vào thầy. Mất vác rồi. Đỗ kiểu mất vác nhưng mà bảy bảy lại quên. Lúc đấy em vừa xong đấy bây giờ lúc đấy em chỉ là bảy. Xong đấy. Đá xong đấy. Nếu mà thế thì nếu mà rồi đá không chứ mà. Thế nếu mà khó quá thì. Thế thì hàng vào giữa đi. Hàng vào giữa thay cho bạn thêm. Hàng vào giữa đi. Em thì không mệt cơ mà. Chào rồi đấy rồi. Mệt rồi. Hơi tạm nghỉ cũng được. Mọi một bên người đang không. Thẳng ra, thẳng ra, thẳng ra, thẳng ra. Thẳng ra xa, xa đi tâm đừng gần quá. Thẳng lùi ra xa tâm. Cố lên, bài này rất tốt cho bài thi số 2 đấy. Thẳng ra đi tâm. Cố lên, rất được rồi. Cố lên, sắp về nữa rồi. Cố lên, bình tĩnh. Bình tĩnh. Thôi bình tĩnh mà. Thôi bình nghỉ, em nghỉ. Em bình tĩnh rồi, em nghỉ đi. Nghỉ đi.